đừng có gì hết quay lên. Chào các bạn, hôm nay mời các bạn đi ăn cái tiệc tất niên của công ty chúng tôi nha. Này đến cái nhà hàng này, anh em chuẩn bị đi vô ăn tất niên đây. Rồi đi thẳng vào trong quay các món ăn, chuẩn bị đem đồ lên cho các bạn xem ha. Này có cái không gian cực kỳ đẹp. Này bên trong nhà hàng nha các bạn. Đây, nhiều cái quay phía bên trong nữa đây. Này khung cảnh phía bên trong đấy, cái đây là bàn tiệc của bên chúng tôi đây. Này mấy cái hôm nay công ty được 5 bàn nha các bạn. Thả mở thôi chính lại. Tôi đây đây. Mấy ông xin Mấy ông bộ phô tao nó cơ. YouTube à? Đây mấy anh em đang chuẩn bị để làm một kiểu ảnh lưu niệm. Đúng rồi, về đứng trước rồi đứng sau này. Hết cho chụp hết mà. Chắc chưa? Chú cái. Chú ba một con thôi. Có lì xì nó chưa rồi chụp hình cho nó. Ê, cô đi. Xong rồi. Vào đi, vào trong đó chứ đỡ lạnh. Cười lên 2, 3. Được. Đi, vô trong đi. Anh em mới vô tới đây thôi mà đã nhộn nhịp quá, mới vô trong hồi trong kia có gỗ đấy, họ có gỗ. Có. Đúng mày nhỉ? Gỗ mạnh nữa. Kìa ông Minh à, trong kia cái kìa. Vô trong ngồi đây cho nó mát. Ông nhìn đây. Nè cho ông tắm này. Lạnh thế. Rồi. Vô đi, vô trong ngồi đi cho nó mát này, mùa này lạnh lắm. Vào đây. Cho anh vào trong đi. Công ty mình nó phải quay sáng rồi, ngoài người đéo xô. Mùa này nhà công ty lớn, công ty mình công ty bé nó ngồi phía trong phải không? Số này hơi im. Vô. Phải được. Ngồi đi, cứ ngồi đi. Ngồi đâu? Anh em mình ngồi đâu đấy? Anh em mình ngồi đâu? Này, giờ anh em đang mấy anh em vô. Mình ngồi luôn đây rồi là. Ừ, ngồi đi. Chỗ này có gì đâu mà chụp. Ngồi đây được rồi. Ngồi đi.
Gù đấy, chỗ nào không có? Mấy vô chủ không cho uống rượu rồi uống nghe nứng nha. Đây rồi, anh đến rồi. Ngồi đi. Đem về công ty uống kìa. Bảy phẩy năm con à? Có gì vào đây nữa. Kéo à? Nhanh. Bỏ được tốt các kiểu. Cố gắng hàng mày. Ra ngoài ngồi, ngồi. Bên kia ngoài kia nó không hoành tráng to đình luôn. Công ty nó lớn nhỉ. Công ty nó thế kia rồi. Bao nhiêu người? Ngoài công ty được mấy móng thưa chú đẹp. Thôi ngồi đây cho ấm, ngồi đây chết. Công ty người ta cả mấy trăm người. Sợ sợ đóng tiền chủ mà. Cái này một sướng kìa sướng. Còn ai nữa không? Chào chào chú cái mà. Đến muộn này chào cái. Đến chào. Đến chào hết chỗ thì quan trọng cái gì? Chào từ đầu tới cuối luôn rồi mấy. Alo. 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 Ngồi mấy chị cũng xa thú đằng kia sao thấy được đây. Ui là Bắc Vĩnh lúc đấy có bối xoắn không? Rồi ông Hà lên bàn VIP bên kia kìa ông Hà ơi. Lên kia, lên kia, lên kia. Lên trên kia. Lên mấy em bằng kia kìa. Có được người nào xem chưa mà vô xem hộ lắm cái văn. Gì hả? Năm người. Năm người công ty mình xem. Chuẩn bị ngồi ăn nhưng mà phải đợi thức ăn lâu quá. Trong mặt đời đừng quay đời. Đâu rồi anh em nâng ly vô cái ơi. Vô vô vô. Con dô to lên cái đi cho nó. Một. Hai. Căng lên xem nào. Đi vô thôi đừng ra căng quá mình kinh lên nó sợ. Lếm rượu. Vô 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 vô. Anh em nhìn cái gì đây rồi. Vô 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 vô. Muộn nó ăn đồ muộn nhỉ. Muộn mà năm ngoái bồ con 2000 ấy. Cháy người. Bên đây nữa, vô chưa, vô chưa? Rượu vô chứ. Vô, nước ngọt cũng được. Uống vừa hay uống quá hồi ăn không được. Dạ uống rượu chưa? Rượu này nó nhẹ, nhặt phèo nó uống đâu, nó chê. Uống đem. Ôi giời ơi. Sao thì đeo bán không? Em cũng có. Ừ,
này chú đang nói. Lên lên hàng về hàng về. Thấy tôm hùm rồi đó nha. Quay luôn hả? Mày dành ơi mày mày. Đi tìm em đó. Thôi. Rồi nhìn giống như mấy nhân viên phục vụ đây quá. Mặc đồ vét em nữa. Mày tao cho nguyên cái bàn luôn nè. Dẹp rồi, cho nó dẹp rồi. Được rồi, có rồi. Sao bốc sớm vậy? Bốc rồi kìa. Bốc là có tinh thần ăn uống đúng không? Chạy cái uống đi ra, tinh bần đi ra. Đi, bình đi. Thôi, nhé, tao lắp đây. Bốc thầm sớm quá. Quay, anh tốt. Rồi, quay tiếp, cô Dương. Người một phần đi. Phần đi nhanh lên. Có cái con thìa nhỉ? Đây. Không, thìa bút này.